Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Nghệ An. Alo, thính giả gọi điện từ Nghệ An phải không ạ? Vâng, em hiện tại là vợ em bỏ đi, em mà không đăng ký kết hôn. À, tức là hai người không có đăng ký kết hôn đúng không? Chỉ vâng. Về ở với nhau và bây giờ thì cô ấy bỏ đi à? Vâng. Mình có biết lý do vì sao cô ấy bỏ đi không? Kiểu hay ghen tuông á. À, tức là mình cũng có những người bạn gái đúng không? Cả hai bên kiểu nó hiểu nhầm cho nhau thôi, cãi vã nhau. Vâng, hai bên hiểu lầm và cãi vã và cô ấy bỏ đi. Vâng. Và bây giờ thì cô đi lâu chưa? Đi được gần 5 tháng rồi. Gần 5 tháng rồi và có liên lạc về nhà gì không ạ? Thỉnh thoảng cô ấy đi gần về cho con. Hai người cũng có con chung rồi. Vâng, hai đứa con rồi. Hai đứa con chung, không đăng ký kết hôn. Và bây giờ cô bỏ đi vì là cứ hiểu lầm, ghen tuông. Vâng. Vâng, anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho anh nhé. Xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Rồi, chào bạn. Mới đầu nghe anh thì tưởng là hai thanh niên mới lớn, sống thử với nhau, yêu nhau rồi cứ thế ở với nhau, rồi nay cô chán thì cô bỏ đi. Nhưng mà nghe ra mình có yêu nhau không? Có. Xong rồi là có hai đứa con rồi sao không đăng ký kết hôn làm đám cưới? Kiểu không có thời gian ạ. Trời ơi, không kiểu có thời gian. Vừa nói là không đăng ký hôn cũng được. Khổ quá nhờ đấy. Thế thì cũng ở được mười mấy năm rồi ở với nhau ạ. Ờ, mười mấy năm, 15 rồi. Năm rồi. Rồi. Mình có biết nhà ngoại ở đâu, cô ấy nguồn gốc cô ở đâu ra không? Cô ấy cũng ở quê Nghệ An luôn, quay 20 cây ạ. Mình có sang nhà ngoại mình thăm dò, vì bạn ấy giận mình, bạn có thể không gọi điện về hoặc là không nói mình ở đâu, như bên ông ngoại, bà ngoại là biết đấy. Bây giờ nó ở trong Bình Dương, nó vào đấy nó làm việc với chị nọ chị kia hay là nó trong Sài Gòn chẳng hạn. Mình cũng nắm bắt thông tin, bởi vì nói thế chứ chắc là bố mẹ cô thì vẫn coi mình là con rể. Tuy là mình không đăng ký kết hôn là chỉ là có lỗi với pháp luật thôi. Chứ còn thì thực sự ra đã là một đời sống vợ chồng, đã lấy nhau con cái chung rồi vân vân, đàng hoàng thì vẫn là vợ chồng. Bây giờ thật sự mình mong muốn điều gì? Kiểu mong muốn vợ về cùng gia đình ấy. Mình chỉ ổn định cuộc sống bình yên. Nếu cô ấy muốn về thì cô ấy trở về. Còn mình chẳng thể nào đuổi được chim ở trên trời. Chim đã phọt gọi tay rồi, bây giờ biết nó đậu cây nào đúng không? Việc đầu tiên là phải xác định là ở nhà thôi, mình một nách nuôi hai con. Con lớn chưa? Con một người được, hoặc là một người hoặc là bốn. Ồ thế hả? Thế xong rồi kinh tế thì có tạm tạm không? Cùng vất vả vậy, trừ hiện tại. Mình có ở với ông bà nội không hay là ở riêng. Ba bố con là ở với nhau. Vâng. Mình có đi làm bình thường không? Hiện tại đi chạy cái xe ôm ấy. À, mình đi chạy xe ôm xong về nuôi con. Này thế cái trước đây mình có bồ bịch lắm không mà để nỗi vợ cũng không có luôn, cũng không có kiểu nghi ngờ nhau thôi. Mình có cái gì mờ ám không? Tuy là không cặp bồ nhưng mà lại cứ nhắn tin linh tinh rồi lại không có luôn. Kiểu họ vào nhà kiểu nghỉ để ngủ. Bên bạn bè hay hơn nói xấu ấy, là sau rồi ghen nhau, ghen sau rồi va chạm gia đình, sau rồi cô ấy từ bỏ đi. Cùng đi công ty với nhau ở tháng 5, tháng 6 ấy, rồi cô ấy bỏ về. Tức là hai vợ chồng cùng đi công ty đúng không? Vâng. Liệu có một cái lý do nào khác nữa không em? Ví dụ như cô lại có đem lòng thương một ai đó và cái người đó lại gạ gẫm cô rằng là bỏ đi để làm lại cuộc đời chẳng hạn, có không? Không biết được, từ hiện tại thì mình cũng không kiểm soát được ấy. Chứ không biết được, đấy thì chưa có. Thật ra nếu chỉ hờn dỗi mà bỏ đi thì rồi chắc rồi ngẫm đi ngẫm lại để cho hết cái cơn tức rồi sẽ tự về. Thế nhưng nếu mà đi 5 tháng nay không thông tin, không liên lạc gì thì một là phải theo ai đó, hai là cuộc sống gia đình từ trước đến nay nó ngột ngạt rồi mà mình thì không nhận ra, mình cho rằng như thế là được. Thế nhưng mà mình không để ý đến là phụ nữ thật ra là chán lắm rồi đấy. Thế và nhân tiện cái dịp này đã thế lại còn làm cho mình bực mình, để thấy cứ thì bảo là có bồ có bịch gì, cái việc mà ghen tuông để mà bỏ đi nó chỉ như là một giọt nước cuối cùng làm tràn một ly nước thôi. Còn bản thân cuộc sống gia đình tóm lại là cũng đã có những cái điều nó không hay rồi, nhưng mình có thể mình không đủ tinh ý mình nhận ra. Nhưng mà dù sao chăng nữa chỉ phân tích rằng là nếu như chỉ là vì giận dỗi, vì ghen tuông, chắc cô không bỏ đi 5 tháng xong rồi không có liên lạc gì xong rồi không thèm về luôn. Mà chắc chắn là yên ổn ở đâu đó, hiện nay phải làm gì đó ở đâu đó với ai đó. Có những người phụ nữ hờn dỗi có thể xách vali về ở nhà ngoại mấy hôm để cho nó nguôi giận rồi là nhắn tin cho chồng sang đón về hoặc là tự về. Nhưng mà đây đi là đi biệt thế thì phải lưu tâm nhé. Kiểu như khi đầu là muốn cho bên nổi bên con ông mối á xuống núi du về, sau là thì không có thời gian, ông mối cùng đi nằm viện, nổi cũng nằm viện chứ là không có thời gian, sau là cô ấy bỏ đi. Ông mối hả? Tức là cô ấy lúc ban đầu là cô ấy bỏ về nhà ngoại. Vâng. Thế và rất muốn là ông mối, ngày xưa các em lấy nhau là có cái ông mối đúng không? Muốn là cái ông mối thay mặt gia đình nhà mình xuống đón cô về. Vâng.
Thế nhưng mà để ông mối lại làm việc. Vâng, là không có thời gian đấy. Thế là cô tức thì cô bỏ đi luôn. Bỏ đi luôn. Thôi thế bây giờ thế này, tập trung vào làm mà ăn nhé. Vâng, dạ. Ổn định đi, nuôi con đi, chứ mình cũng chẳng biết đâu mà tìm. Đi được thì sẽ về được, nếu còn tình, còn nghĩa, còn thương con thì sẽ tự về. Còn nếu nhân đây mà theo một ông nào đấy mà đi luôn, hoặc là đó thì thật ra lúc ấy tùy cơ ứng biến. Đặc biệt là trong hoàn cảnh của mình lại không phải ly hôn đi hiếc gì cả, bởi vì về mặt pháp luật là hai vợ chồng đã làm gì có đăng ký kết hôn mà bảo là đi ly hôn. Nếu là sau này mà có gì đấy còn ra đơn ra tòa thì chắc là tòa người ta sẽ ra một quyết định là không công nhận cái cuộc hôn nhân này, chứ người ta không thể gọi là ly hôn được. Và sống đã không cần đăng ký kết hôn thì lúc chia tay cứ thế mà đi đấy. Cái việc của các em nó về mặt pháp luật thì nếu hiện tại cô ấy là nếu lấy người khác thì em còn ngăn cản được không? Đúng là cô độc thân, cô về xã nhà cô xác nhận là chưa từng có đăng ký kết hôn. Đúng không? Tất nhiên là nếu mà em và cô là người cùng xã mà cán bộ ở xã, người ta cũng không vô trách nhiệm tới mức là biết rằng cô với em lấy nhau ở với nhau mười mấy năm nay có con rồi mà người ta vẫn nhắm mắt để xác nhận cho cô là chưa có chồng thì đúng là nó hơi máy móc quá. Còn về mặt lý là họ có thể xác nhận đúng là cô ấy chưa từng kết hôn nha. Cơ bản nhất là mình ổn định tinh thần và chăm sóc con. Và đấy cũng là một cái lý do để cô từ xa cô vẫn theo dõi đấy. Vẫn biết ở nhà bố nó cũng chịu khó chứ. Bây giờ mình điên lên mình nhớ vợ mình lôi bà nào về ngủ ở nhà là rồi. Hàng xóm đang giềng và ở đâu cũng có camera chạy bằng cơm đấy. Hiện tại là cô ấy có người theo dõi em mà. Đấy, thì đủ chủ yếu là để xem sao là lắp mấy cái camera chạy bằng cơm hàng xóm xem có gì thì nhắn tin cho chị nhá. Nếu lão ấy chịu khó làm ăn mà chăm sóc con tốt thì rồi có lúc vô món ăn cũng về. Nhưng mà nếu mẹ thấy là mình đang đã thế thì điên quá rồi lại buồn lại cô đơn này, ban ngày chạy xe ôm tối lại đưa một bà về nấu cơm ăn ngủ thì rồi thì cô ấy thấy rằng nhân đây mà đi luôn nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình. Mong rằng là một ngày gần đây vợ anh sẽ quay trở về và gia đình trở lại đầm ấm hạnh phúc như xưa anh nhé. Dạ, chào anh. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Cà Mau. Alo, Cà Mau đâu ạ? Dạ, em có một câu hỏi như thế này. Vâng, bà nói đi ạ. Trước là cũng nay là năm đầu năm 2017 hôm nay hai chồng em thì lại có một câu chuyện là xích mích với nhau. Vâng. Khi anh nghe đi đến nay thì cũng là đã 3 tháng rồi. Vâng. Mà anh thì không có liên lạc với em, trong khi em thì đang nuôi hai con, một con thì là 8 tuổi. Vâng. Còn một đứa nữa là 4 tuổi. Vâng. Nhưng mà trong khi hai chồng em thì cũng xích mích cũng khá là lâu rồi, chứ mới đến hiện tại đến giờ này anh mới ra đi. Vâng. Em thì giờ không biết mình phải nên làm gì, đợi anh ấy để về để chia tay, hay là em phải tự nuôi sống bản thân mình và nuôi hai con đến khi trưởng thành. Chồng của bạn bỏ nhà ra đi 3 tháng nay, bạn có biết anh ấy đi đâu không? Dạ không. Gia đình anh ấy thì có biết anh ấy ở đi đâu không? Phía nhà nội thì ở trên tỉnh Đồng Nai hết, không ai ở dưới tỉnh Cà Mau này hết. Thế bạn không liên lạc gì với gia đình phía bên đó à? Dạ, em không liên lạc gì bên đó hết. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, xin chào em. Dạ, em chào anh. Này, thế ngày xưa hai vợ chồng mình lấy nhau là lấy nhau đàng hoàng đúng không? Có đăng ký kết hôn, có đám cưới. Dạ. Thì cũng không biết là cái mối quan hệ giữa mấy mẹ con với lại bên nhà nội như thế nào, có thân thiết không? Bên chồng em thì bây giờ chồng em thì nói chung là không có quan tâm gì đến đâu. Từ khi hai chồng em cưới nhau cho đến hiện tại đến giờ này luôn là tự hai chồng em tự tạo tự sống thôi, không ai cho vợ chồng em một cái gì hoặc là để chỗ nương nhờ hay ở luôn. Em tự xin một phần đất nào đó em ở rồi tự hai chồng em bươn chải đến giờ này. Có thể là mỗi gia đình một khác, ở đấy thì anh em cũng đều vất vả, mọi người cũng lo cho cuộc sống của mình, nó cũng không có dư giả. Nhưng mà lạ một điều rằng là cái chuyện đi lại thăm nom hỏi han đến nhau, quan tâm đến nhau, chứ còn giúp đỡ thì phải có điều kiện để giúp được. Có khi người ta cũng cứ khó khăn như mình thì cũng khó có thể giúp đỡ. Việc đầu tiên thì lúc khác thì không nói làm gì cả, nhưng bây giờ thì em hãy liên lạc với gia đình bên nội, không bố mẹ anh ấy thì các anh em. Anh có thể giận mình, anh chồng mình có thể giận mình bỏ đi đâu đó làm ăn xa rồi vân vân, nhưng người ta không bỏ
gia đình người ta đâu. Chắc chắn sẽ còn cái liên lạc nào đó với lại gia đình, để gia đình cũng nắm được cái tin. Thế là bây giờ không phải vợ chồng nó sống với nhau ở dưới Cà Mau nữa, mà cái thằng cu nó bỏ đi đâu nọ kia. Tránh trường hợp khi chuyện gì xảy ra, nhà nội vẫn đinh ninh là vợ chồng mình vẫn sống tốt đẹp với nhau, và rồi đùng một cái thì hàng năm sau hay hai năm sau gì rồi mới biết là mất tích, xong lúc ấy người ta sẽ trách mình là thế sao chẳng nói năng gì. Khi em đi đưa con em đi về đi học về á là anh ấy không có nhà, em mới điện anh Chỉnh là cho nội nó hay là anh đánh đập em như vậy đó, rồi anh ôm đợi anh ra đi, nhưng mà anh đi á là anh không nói anh đi đâu và làm gì, và anh không nói gì với em hết. Rồi anh cảm thấy em bây giờ nên đợi anh ấy về hay là em tự đưa đơn ra tòa để ly hôn. Rồi, vấn đề lớn nhất của em hiện nay không phải là đưa đơn ra tòa ly hôn hay là ngồi đợi chồng về để ly hôn, vì ly hôn hay không cũng không giải quyết vấn đề gì lúc này. Quan trọng nhất là đây này, bây giờ mình phải lo cho ba mẹ con này, không biết là mình có nương nhờ được ở bên ngoại không, và công việc làm ăn của mình như thế nào để nuôi bản thân cũng như là hai đứa, một đứa 8 tuổi, một đứa 4 tuổi, để nó bình yên đã, đúng không? Em có đưa ra rồi tòa cũng giải quyết cho em ly hôn thì em cũng có thay đổi được gì cái thực trạng là vẫn cứ phải một mình nuôi con đầu, đúng không? Ổn định tinh thần, không có gọi là làm cho sức khỏe suy yếu rồi mệt mà không kiếm được việc thì là cả ba mẹ con cùng khó khăn. Đợi thì gọi là đợi chứ còn cũng chẳng đợi, chẳng biết đến khi nào. Người ta nói là đợi chờ là ra có cái hẹn cơ, chẳng là một năm nữa anh sẽ về thì ta mới đợi, còn ở đây thì chẳng biết như thế nào. Thế thì tùy tình hình, nhưng trước mắt thì ổn định tinh thần và ổn định cuộc sống để ba mẹ con tự sống tự nuôi nhau, tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ hỗ trợ của bên gia đình nhà ngoại thân thiết. Các con nó còn nhỏ, nếu mà trước đây có thể có cả anh ấy cùng đi làm thì mình có thể ở nhà trông con, nhưng bây giờ con cũng lớn lớn rồi nên cho đi nhà trẻ hay đi mẫu giáo, hoặc là không thì cho tới nhà bên ngoại để gửi con, để mình rảnh rang mình đi làm mình kiếm tiền. Em chờ đợi một thời gian nữa, 8 tháng hay 9 tháng hay là 1 năm anh vẫn không về, mà em vẫn quyết tâm là muốn phải ly hôn. Có người thì người ta nghĩ là chả cần ly hôn, cứ thế thôi, chồng thì mình vẫn có rồi, con vẫn có rồi, cứ sống cứ làm, cứ ăn anh ta về trả về thì cũng chả thay đổi được cái gì lớn hơn. Và cũng chẳng có dự định là phải đi lấy một cái anh chồng nữa. Thì người ta cứ vậy yên ổn làm ăn. Nếu như rồi sau này mà mình muốn rằng là sống thế này thì chán quá, mà lại có một người người ta thương yêu mình cũng muốn là đi bước nữa chứ cứ ngồi đợi anh này đến bao giờ. Thì lúc đấy mình làm một cái thông báo là chồng mất tích, có thể phát ở trên đài phát thanh truyền hình từ tỉnh trở lên. Thông báo là chẳng hạn như anh ấy tên là anh Văn chẳng hạn, Nguyễn Văn Văn bỏ nhà ra đi từ hôm mùng 1 tháng 4 năm 2017, một năm nay không liên lạc gì, hiện nay vợ là chị Nguyễn Thị Tý, thông báo rằng là anh Văn ở đâu thì quay trở lại địa phương để giải quyết công việc gia đình. Nếu sau khi mà nghe tin này mà một tháng mà không thấy trở về thì thực sự là tuyên bố là mất tích đấy, ví dụ như vậy. Đấy là về mặt thủ tục là nó phải hành chính là cần có như thế. Thế xong rồi khi mà thông báo mà cũng không thấy anh ấy trở lại mà em vẫn cứ quyết tâm phải ly hôn thì em vẫn có thể có quyền viết đơn ly hôn mà không cần hai chữ ký, tức là phía bên mình thôi. Trong đơn mình cũng trình báo là cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng không hạnh phúc, chồng không quan tâm và đã bỏ nhà ra đi một năm nay rồi. Và nay tôi thấy rằng cái việc tồn tại hôn nhân này không mang lại bất cứ một cái lợi gì cho người vợ cũng như đứa con, thì xin được tòa cho ly hôn. Xong rồi gửi ra tòa án nhân dân quận hoặc là huyện mà nơi mình đang sống thì người ta có thể giải quyết vấn đề là ly hôn vắng mặt là anh ấy nhá. Thế nhưng mà anh nghĩ rằng là cái đấy là cái sau, nhưng trước mắt thì mình không nhất thiết phải viết đơn ly hôn lúc này. Còn em thì không có làm gì luôn, nhưng mà là trước khi em về sống với anh ấy là em cũng chả quen biết gì anh ấy luôn. Cái có một người ta chỉ dẫn
người ta làm mai làm mới, đó là em mới quen biết thôi chứ còn em không quen biết anh đâu. Thôi cái chuyện ấy nó qua mất rồi, 8-9 năm nay bây giờ giá như mà thì cũng chẳng thể làm lại được nữa. Đấy, trong hoàn cảnh của em thì đúng là khó khăn thật, vắng anh ấy rồi. Bản thân mình thì trước cũng không làm gì luôn, bây giờ mà ba mẹ con mà không làm gì thì không biết rồi tới đây sẽ sinh sống thế nào. Thì cái việc làm sao để mà ba mẹ con sinh sống tồn tại là cái việc quan trọng nhất. Còn cái việc mà khai thác cái chuyện quá khứ cũng như là việc là phải ly hôn thì không quan trọng lắm. Lúc nào đến thì nó đến, mà khi nào mình thật sự cần thiết là phải ly hôn để mình có điều kiện mình đi bước nữa hay là tiến tới với một ai đó thì lúc hãy làm những cái điều như ban nãy anh hướng dẫn nhé. Vâng, xin cảm ơn anh Minh Đoàn và hy vọng bạn sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ Phú Thọ. Vâng ạ, em chào anh ạ. Vâng, chào bạn. Anh ơi, anh cho em hỏi là vợ chồng em lấy nhau được 8 năm rồi ạ. Vâng. Trước đây chúng em đi làm ấy, ở cùng nhau rồi em có chửa. Vâng. Đấy, cháu em nói yêu em nhưng mà thật ra không phải là yêu em, chỉ lợi dụng em, nhưng mà em có chửa thì cháu em thương em, cháu em lấy em. Vâng. Chúng em sống nhau được 8 năm giờ đã được 2 đứa con rồi ạ. Vâng. Nè, cháu em đi học á, anh học trung cấp 2 năm thì anh quen một con bé sinh năm 6 nhiều em 4 tuổi. Vâng. Và con bé có về nhà em chơi, cháu em nói thích về đầu tiên thì chỉ là đi bỗng trộm em thôi, sau là công khai luôn anh ạ. Vâng. Và công khai luôn, và cháu em còn muốn bỏ mẹ con em á. Em tức giận em đã cho 3 lần con mẹ con bỏ đi á. Em vâng. Đi bỏ đi qua đêm rồi em lại về á. Rồi cháu em nói là muốn bỏ mẹ con bỏ em. Vâng. Rồi em nói là thương con ấy, không thương em như thương con thì ở với mẹ con em đấy. Chồng em giờ ở với vẫn ở cùng em, nhưng mà chồng em nói chung là lúc nào cũng nhớ về cái người con gái đấy, mà cũng cách nhà em khoảng độ chục cây thôi, họ vẫn liên lạc với nhau anh ạ. Người vâng. Con gái thì bỏ chồng, nhưng bây giờ vâng. Vợ chồng họ về với nhau rồi. Như bạn nói thì là cái cô kia là sinh năm 86 và nhiều hơn vâng. Bạn 4 tuổi, tức là bạn sinh năm 90 đúng không? Vâng ạ, chồng em sinh năm 85. Thế và bạn nói là các bạn lấy nhau được 8 năm nay, thì lấy nhau từ năm 16 à? Vâng ạ, em lấy chồng sớm mà chưa đủ tuổi đăng ký ạ. Bây giờ các bạn có mấy con rồi? Em có một bé gái 8 tuổi và một bé trai 4 tuổi ạ. À thế à. Và bây giờ bạn mong muốn điều gì khi gọi đến chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của chúng tôi? Chồng em là yêu thật anh ạ. Con mình nó về với chồng nó rồi mà chồng em thì vẫn say đắm, nói chung ngày đêm đều nhớ. Lắm đêm em dậy em thấy chồng em, bọn em ngủ riêng đấy. Rồi. Bọn em ngủ riêng lâu không ngủ cùng nhau. Thấy chồng em dậy cùng nó khóc về đêm anh ạ. Bây giờ anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng ạ. Trước hết là em phải nói thật chậm, thật bình tĩnh nhá. Chứ cứ nổ như máy liền thanh thế là hại máy lắm đấy. Vâng ạ. 16 tuổi. Dọn về ở với anh ấy vâng ở cái lứa tuổi đang hừng hực rồi ạ. Ở cái lứa tuổi đang hừng hực tràn đầy sức sống, cho nên là chẳng yêu thì cũng lừa nhau là yêu, rồi đến lúc có chửa đành phải cưới vậy, đúng không? Đại ý là như thế. Vâng. Rồi sau đấy cuộc sống làm ăn nó cứ túc tắc, nó cuốn đi. Anh ấy cũng đã ngoan, vợ chồng cũng đã chăm sóc con lớn đến 8 tuổi, đã mua được nhà riêng để ở. Nhưng sâu thẳm trong lòng là cái ngày 16, 17 chưa biết yêu là gì, chẳng qua là bác sĩ bảo cưới. Chồng em lúc ấy bởi vì có vợ có con, kinh tế nó khó khăn, cơ hội là ít. Thế sau này thì khi đi học, mở rộng tầm nhìn, mở rộng có mối quan hệ ra, gặp được một người. Dù người ta có thể nhiều tuổi hơn em, nhưng người ta hiểu biết hơn em chẳng hạn. Người ta có những điều này, điều khác, hai người có thể tâm sự, chia sẻ được với nhau. Bởi vì anh ấy đi học mà gặp cái cô kia chắc chắn là phải có cái điều gì đó thật sự là hấp dẫn và thú vị thì mới làm cho anh ấy siêu lòng cảm động và nảy sinh tình cảm. Và như em nói rằng là anh ấy không phải lợi dụng cô kia, cô kia đã về với chồng rồi mà đêm anh thao thức không ngủ còn ngồi dậy khóc nhớ. Điều đấy chứng tỏ rằng là đấy là tình cảm thật, không thể lợi dụng một cái cô nào ở đường mà rồi đêm mà khóc vì cô ấy được. Đúng không? Đó là ghi nhận mà mình cũng phải thừa nhận là mình không được bằng người ta. Mình ở với chồng 8 năm từ lúc 16 tuổi, mình còn non tơ mà mình không khơi gợi được cái điều mà cứ cho rằng ban đầu chưa thật sự yêu lắm. Thế 7-8 năm nay mình cũng cứ vẫn vậy thôi, không có làm được cái điều gì nó cải thiện được cái tình cảm. Đấy là một cái điều cũng hơi đáng tiếc. Vì ở trong gia đình không có được cái tình yêu thật sự mãnh liệt, cho nên là mà nhu cầu yêu thì ai cũng có. Khi ở trong gia đình không có thì cái xu hướng chung là người ta sẽ đi tìm ở đâu đó để bù đắp.
vì người ta không muốn dễ dàng vứt bỏ vợ con đi. Nhưng mà nếu chỉ sống vì trách nhiệm, vì nghĩa vụ thôi thì rất mệt mỏi. Cho nên trong gia đình không có tình yêu thì dẫn tới người chồng, hay là nếu gia đình người vợ cũng thế, cũng đi tìm một tình yêu ở nơi khác như một sự bù đắp. Đành rằng sự bù đắp này không nên có, tuy nhiên nó là cái tự nhiên mà mình phải nhìn thẳng vào sự thật. Rất là may mắn lúc này cái cô kia, cô đã trở lại với chồng. Chồng em giống như một cái cây mà nhổ lên xong bây giờ trồng lại, thì chắc chắn nó cũng cứ phải héo một thời gian, nó phải úa vàng, nó phải rụng một ít lá, rồi dần dần may ra nó bén rễ mới, nó mọc mới, nó sống trở lại được. Và lúc này không phải lúc để em đay nghiến, chính là đang là cơ hội cho em lôi anh về phía mình. Bởi vì phía kia không còn nữa, anh đang héo khô như thế, vậy mình phải chăm, phải tưới, phải thế nọ thế kia. Cách chống đỡ tốt nhất hay là cách bảo vệ cái hạnh phúc của mình tốt nhất, đó vẫn là phải nâng cấp mình lên. Chứ đừng để nhếch nhác quá, 9x gì mà trông con thì 8 tuổi xong rồi không chịu mở mang giao tiếp, không chịu cập nhật, không chịu học hành. Vụ này chắc là rồi cũng sẽ ổn thôi, nếu như em không làm quá căng, anh sẽ quay trở lại với gia đình. Nhưng đề phòng những cái vụ tiếp theo, muốn bảo vệ được thì mình cũng phải lớn lên. Xin chào bạn và hy vọng bạn sẽ gìn giữ được cuộc sống gia đình của mình. Chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Lai Châu. Alo, thính giả gọi điện từ Lai Châu phải không ạ? Dạ, alo ạ. Chào bạn, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Em nhờ chương trình tư vấn giùm em là cách đây mấy tháng thì em có đi chơi với bạn gái mà em không dùng cái biện pháp phòng tránh bệnh truyền nhiễm á chị. Vâng. Xin lỗi, năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ, năm em 36 tuổi. 36 tuổi, đã lập gia đình chưa ạ? Dạ rồi. À, đã lập gia đình rồi và đi chơi với một người bạn gái xa lạ hả? Tại vì em đi làm ở ngoài Lai Châu này chị. Em... À vâng. Dạ vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Dạ vâng. Tôi chào bạn. Dạ, em chào bác sĩ ạ. Bây giờ em có vấn đề gì vậy? Em kiểu cảm giác lo ấy, bác sĩ. Dạ vâng ạ. Cách đây bao nhiêu tháng rồi? Cách đây tầm 4 tháng rồi ạ. 4 tháng, ừ. Dạ vâng. Thế và những cái bệnh ví dụ như là lậu thì chắc là mình không có biểu hiện gì. Cơ quan sinh dục của mình vẫn bình thường, không bị sưng, nóng, đỏ, đau, đúng không em? Dạ vâng ạ. Ừ. Tinh hoàn cũng không có vấn đề gì đúng không? Dạ vâng ạ. Ừ. Em cũng không có đi tiểu buốt hay là không đái ra máu hoặc không đái mủ. Dạ không ạ. Ừ, buổi sáng dương vật vẫn hoàn toàn bình thường. Dạ vâng ạ. Ừ, ok. Thế thì một số những cái bệnh mà lây truyền qua đường tình dục nhưng mà nó có biểu hiện ở cơ quan sinh dục, ví dụ như là lậu này, sùi màu gà này, hay là giang mai, hay là hạ cam, thì tạm thời có thể là không có triệu chứng lâm sàng đúng không? Thế và lúc đó em không dùng biện pháp nào bảo vệ an toàn à? Dạ không ạ. Ừ, trần hoàn toàn luôn. Dạ. Cái người đó em cũng không biết người ta là ai đúng không? Dạ vâng ạ. Ừ. Bây giờ thì có lẽ là điều mà mình lo lắng ý, thì không biết là nó có mắc những cái bệnh khác, ví dụ như là viêm gan B, ví dụ như là HIV, đúng không? Dạ vâng ạ. Em rất lo những cái đó, bởi vì những cái đấy thì thông thường nó sẽ không có cái biểu hiện bằng các cái triệu chứng lâm sàng rõ như là những cái bệnh kia. Dạ vâng. Thế và những cái bệnh đấy thì nó cũng là bệnh lây truyền qua đường quan hệ tình dục mà em nhé. 4 tháng rồi. Bây giờ thì mình cần phải làm xét nghiệm. Dạ vâng ạ. Thì mới biết được là mình có bị lây các cái bệnh đấy không, hoặc là mắc các cái bệnh đấy không. Hiện tại nếu như thời điểm này mà em đi xét nghiệm thì em chỉ phát hiện được là trong người em đã có cái kháng thể của những cái bệnh đấy hay chưa, hay nói chính xác là em đã từng bị mắc những cái bệnh đấy hay chưa. Dạ vâng. Ừ. Trong suốt 4 tháng nay thì mình có quan hệ tình dục với vợ không? Tại vì em đi làm xa vợ chị. May quá. Ừ. Tức là không có quan hệ tình dục với vợ lần nào đúng không? Dạ vâng ạ. Ừ. Thôi thế cũng còn may, để thứ nhất là vợ cũng chưa bị lây. Nếu như có đúng không? Không có mình về nhà mà mình lại lỡ mình lại quan hệ với vợ mà mình lại không bảo vệ gì, thì nếu chẳng may mà mình có mắc bệnh thì mình cũng có nguy cơ là mình sẽ lây truyền qua cho vợ. Nhá. Anh bác sĩ cho em hỏi là bây giờ mình đi xét nghiệm ở Lai Châu thì chỗ nào thì... Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu. Dạ vâng. Ừ. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu thì khi vào bệnh viện tỉnh thì em cứ vào trong chỗ cái khoa khám bệnh nhá. Em có thể em nói là tôi muốn làm xét nghiệm các cái bệnh
lây truyền qua đường quan hệ tình dục, mình cứ nói thẳng như thế luôn. Sau đó thì em sẽ lấy số và người ta sẽ hướng dẫn cho em là vào phòng khám thì vào khoa nào, chắc là sẽ vào chuyên khoa da liễu. Thì khi vào đó thì em sẽ nói với bác sĩ về cái tiền sử quan hệ tình dục không an toàn của mình như vậy và những cái lo lắng của mình, sau đó thì sẽ xin được làm các cái xét nghiệm và người ta sẽ xét nghiệm cho em, kể cả viêm gan B, kể cả HIV, kể cả giang mai nhé. Cho em hỏi một câu hỏi nữa là bây giờ ví dụ như mà như thế rồi thì thường thường thì những cái người mà bị thì nó có cái biểu hiện gì bên ngoài ạ? Hiện tại bây giờ thì những cái mà để biểu hiện ra thành những cái triệu chứng bên ngoài thì rất là khó. Nhưng 4 tháng thì cũng là đủ thời gian, nó hết giai đoạn cửa sổ. Thì khi làm xét nghiệm nó cũng đã cho kết quả tương đối chính xác. Ví dụ với HIV thì 4 tháng là cũng cái thời điểm mà cho kết quả tương đối chính xác rồi. Viêm gan B cũng thế, hoặc là giang mai. Chủ yếu bây giờ là em phát hiện bằng xét nghiệm thì nó dễ hơn là đợi chờ các cái triệu chứng lâm sàng. Còn nếu như ví dụ em mà chờ đến giai đoạn là giả sử em nhiễm virus viêm gan B chẳng hạn, em chờ đến giai đoạn là em có vàng mắt, vàng da, em lại có đau tức hạ sườn phải, em có chán ăn, em có mệt mỏi vân vân, tức là những cái biểu hiện đã bệnh lý của gan rồi chẳng hạn, thì thường nó là giai đoạn muộn rồi. Hay là HIV cũng thế, nếu như em lại có những cái biểu hiện như là mắc các cái bệnh nhiễm trùng mà điều trị mãi không khỏi, hay là vì một lý do nào đấy mà mình phát hiện ra thì thường là nó đã là giai đoạn muộn. Còn những cái trường hợp mà ở giai đoạn đầu thì gần như không có triệu chứng gì biểu hiện cho em cả. Để mà mình dựa vào đó, mình nghĩ là xem là có bị bệnh hay không, mà chủ yếu là dựa vào xét nghiệm. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Dạ, em cảm ơn bác sĩ và cảm ơn chương trình nhé. Hy vọng là may mắn sẽ mỉm cười với em. Vâng, em cảm ơn. Vâng, chúc cho bạn gặp nhiều may mắn bạn nhé. Dạ, em chào chương trình. Vâng, chào bạn.